Phật dạy, này thiện hiện ác ma biến làm đủ các loại hình tượng đến trước đại Bồ Tát này, tìm cách nói dối, này thiện nam tử, ngươi có tự biết chăng chư Phật quá khứ đã từng thọ ký quả vị đại giác ngộ cho ngươi, ngươi đối với quả vị giác ngộ quyết định sẽ chứng đắc chẳng bị thối truyền, ngươi tên như thế, cha mẹ tên như thế, anh em tên như thế, chị em tên như thế, bằng hữu quyến thuộc cho đến bảy đời cha mẹ dòng họ đều có tên như thế, thần người sanh vào phương đó, cõi nước đó, thành đó, ấp đó, xóm làng đó, người sanh vào năm đó, tháng đó, ngày đó, giờ đó, vào đời vua đó này thiện hiện ác ma ấy nếu thấy tâm hành của Bồ Tát này yếu đuối căn tánh chậm lụt bèn nói dối. đời trước tâm hành của ngươi cũng yếu đuối căn tánh chậm lụt. ác ma ấy nếu thấy tâm hành Bồ Tát này cang cường căn tánh lanh lợi bèn nói dối. đời trước tâm hành của ngươi cũng cang cường căn tánh lanh lợi. ác ma ấy nếu thấy Bồ Tát này ở chốn thanh vắng hoặc ở bãi tha ma hoặc ở chỗ trống hoặc dưới bóng cây, hoặc thường khất thực, hoặc ăn một bữa, hoặc ngồi ăn một chỗ, hoặc ăn một bát, hoặc mặc y chẳng vá, hoặc chỉ có ba y, hoặc thường ngồi không nằm, hoặc trải tọa cụ cũ, hoặc ít ham muốn, hoặc ưa đủ, hoặc ưa xa lìa, hoặc đầy đủ chánh niệm, hoặc ưa định tĩnh, hoặc đủ rượu tọa, hoặc chẳng coi trọng lợi dưỡng, hoặc chẳng quý chuộng danh dự, hoặc thích liêm khiết, tiết kiệm chẳng thoa dầu chân hoặc ít ngủ nghỉ hoặc chẳng trạo cử hoặc thích ít nói hoặc ưa lời nhu hòa thì ác ma ấy nói, ở đời trước, ngươi đã từng ở chỗ thanh vắng như thế, hoặc ở bãi tha ma, vân vân như đã nói ở trên, cho đến ít nói ưa lời nhu hòa. Vì sao? Vì nay ngươi thành tựu các thứ công đức đầu đà như thế, thế gian đều thấy nhất định đời trước ngươi cũng có các loại công đức thủ thắng như thế, nên tự vui mừng đi chớ tự coi thường mình này thiện hiện đại Bồ Tát ấy nghe ác ma này nói đời trước và đời sau của mình có công đức thù thắng và nói danh tự sai biệt của mình, của bà con ở hiện tại cùng nơi xanh lúc xanh và khen ngợi công đức đầu đà nghe xong hoan hỉ tâm xanh kiêu mạn khinh miệt chê bai các Bồ Tát khác. Này thiện hiện bấy giờ ác ma biết tâm địa của Bồ Tát này ám độn lại bảo người có công đức tướng trạng như thế như lai ứng tránh đẳng giác quá khứ nhất định đã thọ ký quả vị đại giác ngộ cho ngươi đối với quả vị giác ngộ ca tổn chắc chắn ngươi sẽ chứng đắc chẳng bị thối truyền này thiện hiện khi ấy vì bị ác ma muốn nhiễu loạn nên giả hiện hình dạng người xuất gia hoặc giả hiện hình dạng người tại gia hoặc giả hiện hình dạng cha mẹ hoặc giả hiện hình dạng anh em hoặc giả hiện hình dạng chị em hoặc giả hiện hình dạng bạn hữu hoặc giả hiện hình dạng phạm trí hoặc giả hiện hình dạng sư phạm hoặc giả hiện đủ các loại hình dạng trời, rồng, dược xoa, nhân phi nhân vân vân. Đến chỗ Đại Bồ Tát này nói như vậy. Như Lai ứng tránh đẳng giác quá khứ từ lâu đã thọ ký quả vị đại giác ngộ cho ngươi. Đối với quả vị giác ngộ cao tột quyết định ngươi sẽ chứng đắc chẳng còn thối truyền vì sao vì các tướng trạng công đức của đại bồ tát ở địa vị bất thối truyền ngươi đều có đủ nên tự tôn trọng chớ sanh do dự này thiện hiện như ta đã thuyết là đại bồ tát thật đắc hành trạng tướng của đại bồ tát bất thối truyền mà còn ôm lòng tăng thượng mạng thì quả thật chẳng có này thiện hiện nên biết đại bồ tát ấy đã bị ma nắm giữ bị ma ám nhập vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy đối với các hành trạng tướng của Đại Bồ Tát được bất thối chuyển thật sự chưa có, chỉ nghe ác ma nói công đức và nói danh dự, chỗ xanh khi xanh của mình có đôi phần giống sự thật, liền xanh kiêu mạn kinh thường chê bai các Bồ Tát khác. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên hiểu biết rõ ràng các ma sự như thế. Hết quyển thứ 332